Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nội, nửa đêm xếp hàng đi đổ xăng cho vắng. Ít phụ huynh đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm chưa trưởng thành. Thông tin đáng chú ý, xăng dầu nóng gian, chính phủ triệu tập họp khẩn cấp. Không dùng xe công đưa đón vụ trưởng từ nơi ở đến nơi làm việc. Bệnh nhân ung thư ở viện sản xếp hàng nhận cơm miễn phí. Và sau đây là nội dung đầu tiên. Không dùng xe công đưa đón vụ trưởng từ nơi ở đến nơi làm việc. Thưa quý vị, Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành không được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Theo dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đang được Bộ Tư pháp thẩm định, xe ô tô phục vụ công tác chung có chỗ ngồi từ 4 đến 16 chỗ ngồi, để phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, không thuộc danh mục xe ô tô chuyên dùng. Các đối tượng sau được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước giao, không sử dụng để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Phó Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương cấp tỉnh, Bí thư huyện ủy, quận ủy, thành ủy, thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, quận ủy, thành ủy, thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Ít phụ huynh đồng ý tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm chưa trưởng thành. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh khảo sát ý kiến 357 gia đình, chỉ ghi nhận 36 người đồng ý cho con tiêm vaccine COVID-19. Lý do khiến phần lớn gia đình được khảo sát chưa đồng ý cho con tiêm là tuổi của trẻ còn quá nhỏ, lo ngại tác dụng phụ của vaccine, trẻ từng mắc COVID-19. Các phụ huynh cũng thắc mắc về tác dụng phụ của vaccine, có ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ hay không, có thực sự an toàn hay không. Theo đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát này giúp ngành y tế biết được những lo lắng, thắc mắc của phụ huynh, từ đó hướng dẫn họ nhận thức đúng về những lợi ích khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm chưa trưởng thành. Theo Sở Y tế, phòng ngừa trẻ lứa tuổi này mắc COVID-19 là rất cần thiết, đặc biệt tiêm vaccine giúp ngăn ngừa biến chứng nặng, đó là hội chứng viêm đa hệ thống mít C. Các biến chứng nặng của hội chứng này ở trẻ em thường liên quan đến hệ tim mạch, bao gồm viêm động mạch vành và giảm chức năng co bóp của tim. Riêng biến chứng viêm mạch vành nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại di chứng lâu dài trên hệ tim mạch như là giãn động mạch vành, thiếu máu cơ tim. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Nội, nửa đêm xếp hàng đi đổ xăng cho vắng. Thưa quý vị, nhìn hàng trăm người đang xếp hàng cây xăng trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, một khán giả thở dài, phóng đi tìm nơi khác dù đã hơn 12 giờ đêm. Gần 1 giờ đêm, nhiều người dân mới dắt bộ được đến cây xăng trên đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, nơi cả 4 trụ bơm đều đang hoạt động. Lượng người xếp hàng đông, nhưng nhiều người phải chờ từ 5 đến 10 phút sẽ đến lượt và không giới hạn số lít xăng được mua. Gần 12 giờ đêm, nhiều người khác là tài xế xe ôm công nghệ đang xếp hàng chờ đổ xăng trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. Trước đó, họ đã đi qua 5 cây xăng từ Hà Đông đến Cầu Giấy, nhưng chỗ nào cũng đông nghịt người. Nhiều người cho biết, dù sao xếp hàng ban đêm cũng đỡ mệt mỏi, tránh nắng nóng và không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Ghi nhận của truyền thông từ nửa đêm đến rạng sáng ngày 11 tháng 11 cho thấy, các cửa hàng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex trên các đường Tây Sơn, Láng, quận Đống Đa, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Phong Sắc, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hàng Bún, quận Ba Đình, Tam Trinh, quận Hoàng Mai đều đông người xếp hàng. Đa phần các cây chỉ mở 2 trụ bơm cho xe máy và 2 trụ cho ô tô. Nhiều người nói rằng đã đợi cả tiếng chưa đến lượt. Hơn 1 giờ sáng, lượng người đến các cây xăng giảm nhưng vẫn chờ trung bình từ 5 cho đến 10 phút. Tình trạng cây xăng khan hàng, hết xăng hoặc là hở dầu tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương đã kéo dài vài tuần gần đây. Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phản ánh chiết khấu, mức doanh nghiệp đầu mối cắt lại cho thương nhân, đại lý bán lẻ vẫn rất thấp và việc nhập hàng từ đầu mối khó khăn, nhỏ giọt. Tại Hà Nội, hai hôm trước thời điểm điều chỉnh giá, một số cây xăng treo biển hết xăng còn dầu. Số khác thì hạn chế lượng bán từ 30 đến 50 ngàn đồng với mỗi lần đổ cho xe máy. Thậm chí có cây xăng từ chối bán cho ô tô vì lý do hàng nhập được ít. Một nhân viên bán xăng trên đường Trần Quang Khải cho biết,
lượng khách đến đổ xăng tăng mạnh trong 2 tuần gần đây. Người này chia sẻ, lúc trước chỉ qua 12 giờ đêm gần như là không có khách. Nay chúng tôi phải làm việc xuyên đêm, 1-2 giờ sáng vẫn đông người mua và chỉ vắng hơn một chút vào rạng sáng. Tiến sĩ Hồ Quốc Thông, khoa Kinh tế Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình cảnh chờ đợi kéo dài ở những cây xăng và phân phối hạn mức gây mất thời gian, tiền bạc và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý. Nhiều người bị ảnh hưởng đến thu nhập và chất lượng cuộc sống chỉ vì chờ đến lượt đổ xăng, thậm chí chờ mà không đổ được. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý, xăng dầu nóng gian, chính phủ triệu tập họp khẩn cấp. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa gửi giấy mời đến Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Dầu Việt Nam PVOil dự họp về điều hành thị trường xăng dầu. Cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp bàn về các vấn đề liên quan đến điều hành xăng dầu. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì. Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, đây là cuộc họp quan trọng, đại biểu đi đúng thành phần được mời và cử tối đa 2 cán bộ tháp tùng lãnh đạo đến dự họp. Nội dung giấy mời cho biết, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang phụ trách lĩnh vực cũng được mời dự họp. Thời gian qua, thị trường xăng dầu trong nước có nhiều biến động do ảnh hưởng từ nguồn cung và chiết khấu. Nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế. Người dân thủ đô phải xếp hàng dài mới mua được nhiên liệu. Trong khi đó, các cây xăng vỉa hè từ đó mọc lên như nấm sau mưa trên các tuyến phố Hà Nội. Xăng ở đây được bán với giá không kiểm soát, dao động từ 25 đến 30 nghìn đồng một lít. Một số điểm bán tính giá theo chai với giá chai 1,5 lít là 50 nghìn đồng, chai 2 lít giá 60 nghìn đồng. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Bệnh nhân ung thư ở viện sản xếp hàng nhận cơm miễn phí. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, hành lang khoa ung bướu phụ khoa bệnh viện Từ Dũ trưa ngày 10 tháng 11 rất nhộn nhịp. Bệnh nhân và thân nhân xếp hàng dài dọc lối đi chờ nhận những suất ăn miễn phí nóng hổi. 100 suất ăn gồm có một tô mì Quảng, một chai nước sâm và một lốc sữa tươi vừa được nấu từ bếp bệnh viện do nhân viên y tế tự nguyện trích tiền túi quyên góp mỗi tháng. Khoa ung bướu phụ khoa đang điều trị nhiều trường hợp mắc ung thư. Trong dòng người xếp hàng nhận thức ăn, có người mang theo cả cây treo bình dịch truyền. Đối với những bệnh nhân, những bữa ăn miễn phí không chỉ giúp giảm một phần chi phí, mà đó còn là niềm vui, niềm mong chờ mỗi khi đến điều trị. Điều dưỡng Đào Thị Thanh Thủy, khoa ung bướu phụ khoa bệnh viện Từ Dũ cho biết, hoạt động cơm miễn phí được bệnh viện tổ chức mỗi tháng một lần, thường vào thứ năm, diễn ra khoảng hơn một năm nay. Đây là hoạt động do đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện tự nguyện tổ chức bằng cách quyên góp tiền hàng tháng, tự nấu nướng tại bếp ăn của viện để đảm bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.